tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam. Đến dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Công dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương, một số tổ chức quốc tế. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã gửi lãng hoa chúc mừng. 66 năm qua, Tập đoàn Điện lực đã có những bước phát triển nhanh chóng, Đến nay, EVN đã đưa cung cấp điện đến 100% số xã, 99,54% số hộ dân và đưa điện đến 11 trên 12 huyện đảo, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng của đất nước, công nghệ tự động hóa, điều khiển xa, kỹ thuật số được ứng dụng rộng rãi vào hệ thống điện, tổn thất điện năng giảm mạnh hàng năm, hiện đang ở mức dưới 6,5%, đứng thứ ba khu vực ASEAN và đã tiệm cận mức các nước phát triển với những thành tích xuất sắc trong lao động sáng tạo từ năm 2009 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tập đoàn Điện lực Việt Nam vinh dự được Chủ tịch nước phòng tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã biểu dương những thành tích mà toàn thể công nhân viên ngành điện qua các thế hệ đã đạt được phó thủ tướng cũng giao evn cần không ngừng đổi mới tái cơ cấu để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao phó đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong tình hình mới đồng thời evn phải đẩy nhanh xây dựng thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thực hiện minh bạch và bảo đảm môi trường an toàn bền vững